chúng ta học tiếp về các cái loại thần thông ấy. Thì chúng ta đi tiếp qua phần thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông ấy, gọi là thiên nhĩ bởi vì chúng ta có thể nghe những cái âm thanh thuộc phạm vi vượt trội của loài người, cho nên là chúng ta gọi đó là thiên nhĩ thông. Bằng cái thần thông này á, chúng ta có thể nghe được rất nhiều những cái thứ tiếng ở các cái tần suất âm thanh khác nhau mà bình thường chúng ta không nghe được, dù cho chúng ta có hay là không có các cái công cụ hỗ trợ. Ở trong chánh tạng thì Đức Thế Tôn nói là vị đó hướng điều dẫn tâm mình về thiên nhĩ giới với thiên nhĩ giới tinh khiết và vượt trội nhĩ giới của nhân loại. Vị đó nghe được cả hai loại âm thanh của thiên giới và của loài người, âm thanh xa cũng như gần. Thì cái phạm vi âm thanh á, chúng ta gọi là cái thinh giới. Thì phạm vi âm thanh của chư thiên họ thù thắng hơn loài người. Đó là do chư thiên không bị cản trở bởi các cái sắc thô như là loài người. Loài người chúng ta đó, các cái sắc nó rất là thô thiển, cho nên là cái khả năng tiếp nhận âm thanh nó kém hơn chư thiên. Nó cũng giống như một người mà có cái da tay mà nó dày quá đó, thì họ cái xúc giác của họ sẽ kém hơn cái người mà không có bị những cái vết chai ở trên tay. Ngoài ra đó, tâm của loài người cũng bị những cái uế trược của tham, của sân, của si. Do đó đó, ở trong tương ưng có một lần một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn là một vị trời ở cảnh giới thấp thì có thể nhìn thấy những vị trời ở cảnh giới cao hơn hay không, rồi những người ở cõi nhân loại thì có khả năng nghe được âm thanh hoặc là nhìn thấy được hình ảnh của cõi trời hay là không. Thì Đức Thế Tôn trả lời là chúng sanh nào mà phiền não nhiều thì họ không thể nhìn thấy được cảnh giới của chúng sanh có phiền não ít. Cho nên loài người chúng ta cái phiền não nhiều hơn của chư thiên, cho nên là cái khả năng nghe và khả năng nhìn của chúng ta bị hạn chế rất là nhiều. Ở đây nhắc đến cái trú xứ thì chúng ta có ba loại trú xứ. Thứ nhất là thiên trú Dibba Vihara, có nghĩa là các cái tầng thiền. Thứ hai là phạm trú Brahma Vihara, có nghĩa là bốn vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Và thứ ba là thánh trú Ariya Vihara, có nghĩa là các cái quả thánh. Và cái phạm vi âm thanh mà chúng ta đang nói trong cái thần thông này á, là thuộc về thiên trú ha. Do loài người chúng ta bị cản trở bởi những cái uế trược của thân và tâm, bởi những phiền não. Do đó, khi mà một vị hành thiền
bằng năng lực của thiền định, vị ấy đè nén các phiền não trở nên thanh tịnh. Nhờ đó vị đó có được cái thắng ký. Và chính bởi vì cái thắng ký cho nên vị ấy có được cái thần thông. Do đó chúng ta gọi tất cả các thần thông đều là trí, tức là banh nha. Do đó vượt trội cái nhĩ giới của nhân loại. Loài người chúng ta mặc định là cái khả năng nghe nó có hạn, cho nên là muốn nghe được những cái âm thanh mà nó vượt ngoài khả năng của loài người thì chúng ta phải thanh lọc cái tâm của mình. Nhờ đó bằng cái trí thì chúng ta sẽ vượt ra khỏi. Trong tất cả các pháp mà chúng ta học cũng như vậy. Đôi khi chúng ta nghe rất là nhiều, nhưng mà do những phiền não cho nên cái sự hiểu trong những cái chúng ta nghe nó rất hạn chế. Cũng một câu kinh đó, một bài pháp đó, mà người có nhiều phiền não thì họ sẽ cảm nghiệm có giới hạn, hoặc họ chỉ đơn giản là họ nghe thôi, chứ họ không có được sự cảm nghiệm. Còn với những ai mà ít phiền não, có sự lắng nghe, có sự tập trung, thì khi đó đó sự cảm nghiệm đối với pháp nó trở nên sâu sắc hơn. Tại sao mà khi Đức Thế Tôn thuyết các pháp là chư thiên và loài người chứng đắc thánh đạo thánh quả rất là nhiều? Bởi vì khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, Ngài không phải là chỉ nói để mà nghe, mà đó là Ngài nói để thực hành. Ví dụ như ở đây đó, trong bài kinh này, khi mà Đức Thế Tôn nói rằng vị đó hướng điều dẫn tâm mình về thiên nhĩ giới, khi Đức Thế Tôn nói như thế là các vị tỷ kheo bắt đầu hướng tâm mình về thiên nhĩ giới, chứ không phải nghe chỉ chơi cho biết. Và khi Đức Thế Tôn nói là với thiên nhĩ giới tinh khiết và vượt trội nhĩ giới của nhân loại, vì đó nghe được cả hai loại âm thanh của thiên giới và của loài người, thì khi nói như thế là tâm của các vị tỷ kheo là đã bắt đầu hướng đến và nghe được âm thanh của chư thiên và của loài người. Và khi Đức Thế Tôn nói âm thanh xa cũng như gần, là khi Ngài nói tới đó đó, là các vị tỷ kheo hướng tâm nghe được âm thanh xa đến các cõi trời dục giới, lên đến các cõi phạm thiên, xuống đến các cõi địa ngục. Đó, gần, khi Đức Thế Tôn nói đến chữ gần đó, là các vị tỷ kheo hướng tâm về ở bên trong, có thể lắng nghe được những âm thanh như là âm thanh của tim đập, âm thanh của máu chảy, và thậm chí là âm thanh của những cái con vi khuẩn ở bên trong cơ thể. Là các vị đó ngay lập tức hướng tâm về và lắng nghe được âm thanh như thế. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp mà nghe như là một người thực hành, nó khác nhiều lắm. Hay là khi Đức Thế Tôn nói, này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường, thì ngay lập tức hội chúng khi đang nghe như thế là các vị ấy ngay lập tức quan sát cái thân sắc này, và các vị ấy xem xét nó là thường hay vô thường. Và khi các vị ấy thấy rằng sắc là vô thường thì các vị ấy mới trả lời với Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Tức là sự trả lời này có được là do các vị ấy thực hành và thấy như thế.
kinh nghiệm, trải nghiệm như thế, chứ không phải là do cái sự học vẹt rồi trả lời dựa theo sự hiểu biết vân vân. Rồi khi Đức Thế Tôn hỏi này các tỷ kheo, cái gì là thường, cái gì là vô thường, thì đó là khổ hay là lạc, thì ngay lập tức các vị tỷ kheo suy tư là cái vô thường này, và vị ấy kinh nghiệm, trải nghiệm được sự khổ nơi vô thường. Cho nên các vị tỷ kheo mới trả lời bằng kinh nghiệm thực chứng là Bạch Thế Tôn là khổ. Đó không phải là sự trả lời dựa theo lý thuyết, mà đó là sự trả lời dựa trên kinh nghiệm thực hành. Do đó, đó khi mà hướng dẫn về Thiên Nhĩ Thông thì các vị tỷ kheo ngay lập tức thực hành theo. Và do tốc độ của tâm rất là nhanh, cho nên những vị mà có cái trí nó nhanh nhạy thì ngay lần đầu tiên khi nói đến đâu là các vị đó có thể thực hành ngay tới đó. Khi chúng ta nói về cái cách thức á, thì nó cũng như những cái thần thông trước mà sư đã nói, tức là đầu tiên vị đó phải nhập vào cái thiền nền. Thiền nền ở đây là tứ thiền. Rồi sau khi mà vào tứ thiền rồi, vị ấy ra khỏi tứ thiền. Sau khi ra khỏi tứ thiền thì vị ấy hướng tâm đến những âm thanh thô trong phạm vi thông thường của việc nghe. Nghĩa là lúc bấy giờ vị ấy sẽ để ý đây là tiếng xe, đây là tiếng trò chuyện, đây là tiếng tụng kinh, đây là tiếng thuyết pháp. Nghĩa là vị đó nghe tất cả các âm thanh trong phạm vi thông thường, và vị ấy lưu tâm đến nó. Rồi khi vị đó lưu tâm đến những âm thanh mà thô thiển như thế, thì vị ấy bắt đầu lưu ý đến những âm thanh vi tế hơn. Nó giống như sư gõ một tiếng chuông. Quý vị thấy ban đầu âm thanh nó còn thô, nhưng dần âm thanh nó trở nên tế, và vị thực hành là vị ấy sẽ hướng tâm để lắng nghe những âm thanh nó bắt đầu nó tế hơn. Từ những âm thanh tế đó thì vị ấy, cái tâm của vị ấy nó sẽ trở nên nhạy hơn. Điều này đã được Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói. Cho nên quý vị nghe lại thử một lần nữa, và để coi cái tâm quý vị tập trung đến âm thanh tế nó được tới đâu. Bằng cách hướng tâm như vậy, vị ấy dần nghe được những âm thanh mà nó vượt ngoài cái phạm vi mà mình có thể nghe thông thường. Rồi sau đó đó, vị ấy để ý đến cái tướng âm thanh. Còn cái tướng âm thanh nó như thế nào thì khi quý vị thực hành 10 đề mục ca si ná thì quý vị
sẽ biết được cái tướng của các casino nó như thế nào. Mà khi chúng ta đã quen thuộc với các tướng của casino thì chúng ta sẽ có được cái kỹ năng nắm bắt tướng của âm thanh. Quý vị sẽ biết được cái âm thanh đó, nó có cái tướng như thế nào. Rồi khi chúng ta đã nắm được cái tướng của âm thanh rồi thì chúng ta hướng tâm lắng nghe âm thanh của một hướng, ví dụ như hướng đông, lắng nghe âm thanh từ thô đến tế, tất cả chúng ta gọi là các cái dải âm thanh trong khả năng nghe của mình, từ thô cho đến tế, hướng về một hướng. Rồi bắt đầu á, vì đó rà dần thêm 10 hướng, là hướng đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc, trên, dưới. Nghe như thế trong cái phạm vi mà mình có thể nghe. Sau khi chúng ta nắm được tướng âm thanh ở cả 10 hướng rồi thì lúc bấy giờ vị đó nghĩ rằng thiên nhĩ giới sẽ sanh thiên, sẽ sanh lên. Ở đây tức là cái dục, tức là cái sự mong mỏi, nguyện mong mỏi là thiên nhĩ giới hãy sanh lên. Tức là muốn nghe cái phạm trù âm thanh vượt cái phạm trù của loài người. Và sau khi vị ấy mong mỏi như vậy, vị ấy nhập lại vào tứ thiền, rồi ra khỏi tứ thiền. Lúc bây giờ cái đối tượng của tâm nó trở thành là cái tướng của âm thanh. Khi mà vị đó nhập vào tứ thiền thì đối tượng là casino. Nhưng mà sau khi ra khỏi tứ thiền rồi thì đối tượng chuyển sang cái tướng của âm thanh. Và vị ấy tập trung vào cái tướng đó. Lúc bây giờ đó thì quý vị hình dung cái phạm vi của chúng ta nó giống như là một cái bát hoặc là một cái hình tròn đó. Chúng ta nghe được trong cái khoảng đó, cái tướng âm thanh của chúng ta nó trong phạm vi cái khoảng như đó. Rồi vị ấy bắt đầu á, hướng tâm mở rộng ra, rộng ra thêm. Bắt đầu là rộng ra chừng một cái đốt ngón tay thôi. Với tâm của một vị chứng thiền thì vị đó có thể xác nhận, xác định rõ phạm vi âm thanh mà mình nghe nó như thế nào. Thì vị ấy đó bắt đầu mở rộng ra, mở rộng bắt đầu nghe thêm cái khoảng là chừng một đốt ngón tay nữa. Rồi khi mà nghe được rồi đó thì vị đó mở rộng ra thêm, dần dần ra được một gang tay đó, rồi một sải tay đó, rồi 1 mét, rồi 5 mét, rồi 10 mét, cứ như vậy. Vị đó mở dần cái phạm vi nghe của mình đó, mở dần ra, mở từ từ, mở dần ra và càng lúc càng rộng. Thì cái khả năng nghe của mỗi vị thì sẽ không giống nhau. Dần dần á, thì vị đó có thể mở rộng âm thanh, cái phạm vi đến các cái cõi trời dục giới, cho đến các cái cõi phạm thiên, trên lên đến các cõi phạm thiên, xuống
dưới thì đến các cái tầng địa ngục. Các vị thực hành đề mục gọi là luyện tập thần thông thiên nhĩ thì các vị đó sẽ nghe dần từng cái loại. Ví dụ như là vị đó sẽ tập hướng đẩy về một hướng, chứ không phải là mở rộng hết tất cả các phương đâu, mà vị đó sẽ đẩy về một hướng. Ví dụ như đẩy về hướng trên là đẩy về cõi trời đó, và vị đó sẽ lắng nghe âm thanh của cõi trời. Rồi sau đó đó, vị ấy sẽ hướng tâm xuống dưới, đẩy cái phạm vi âm thanh xuống dưới, và dần dần vị ấy sẽ nghe được âm thanh của các cái cõi địa ngục. Cho nên những ai mà nói rằng là không có cõi trời, không có cõi địa ngục, không có các cảnh giới siêu hình, thì đó là do khả năng thực hành thiền của vị ấy còn non kém. Vị ấy không có khả năng chứng được thiên nhĩ, không có khả năng chứng được thiên nhãn. Cho nên do vị đó không có tự thân trải nghiệm, thành ra vị đó không biết được là có các cảnh giới siêu hình. Thành ra là có nhiều vị bác bài xích, như quý vị thấy ở đâu đó có người nói là các cảnh giới nó chỉ là do tâm tạo thôi, hoặc là những người tù đày thì coi như là địa ngục, những người giàu thì coi như cõi trời. Xin thưa là sai. Do họ không có thực hành, không có trải nghiệm, cho nên là họ rất dễ sanh ra cái tà kiến. Còn chúng ta cũng chưa chứng được tứ thiền thì bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ đơn giản là muốn biết, muốn nghe cõi trời, muốn nghe cõi địa ngục thì phải thực hành để chứng được tứ thiền. Tức là đó, mặc dù chúng ta chưa nghe được nhưng chúng ta biết có phương pháp để có thể nghe được. Giống như là chúng ta không có biết, chưa có bao giờ đi tới Mỹ, nhưng mà chúng ta biết là ở sân bay Tân Sơn Nhất có khai thác một cái chuyến bay bay qua Mỹ, thì bằng cách đó chúng ta biết là có cách để qua Mỹ chứ không phải không có. Cho nên là nhờ việc học lớp thanh tịnh đạo rồi thần thông như thế này, chúng ta biết có những phương pháp giúp cho chúng ta xác nhận là có các cảnh giới siêu hình. Tuy nhiên để nghe được âm thanh của các cảnh giới siêu hình, nó còn đòi hỏi chúng ta là không bị những cái nghiệp nó cản trở. Như ở trong xưa không nhớ là Trường Bộ hay Trung Bộ, hình như là cả hai đều có. Thì có nhắc đến, như Trường Bộ có nè, có nhắc đến một vị tỷ kheo á. Vị này thực hành thiền sau khi thuần thục các cá si ná, như là sư đã giảng ở buổi trước, thì vị này luyện cái thiên nhãn. Thì sau khi luyện thiên nhãn á, vị đó có thể nhìn thấy cõi trời, nhìn thấy chư thiên gặp nhau, rồi ca múa hát, rồi nói chuyện với nhau.
Nhưng mà khi vị đó luyện đến cái thiên nhĩ này nè, thì vị đó không nghe được. Tức là giống như chúng ta coi một cái tivi nó bị mất tiếng vậy đó, thấy hình chứ không thấy tiếng. Thì vị này rất là phiền não, do thấy mà không biết họ nói cái gì, nghe không được. Mới vị này mới đi đến nói với Đức Thế Tôn là bây giờ con có được thiên nhãn mà con không có được thiên nhĩ, bây giờ Thế Tôn làm sao đó chỉ con để con có được thiên nhĩ. Thì Đức Thế Tôn mới nói là lúc ông xuất gia đó, Như Lai có đảm bảo với ông là ông hãy xuất gia với Như Lai thì Như Lai sẽ chỉ cho ông có được cái thiên nhĩ hay là không. Thì vị này trả lời là không, nhưng mà kẹt cái là miệng thì nó không, nhưng mà con vẫn muốn nghe. Và cuối cùng á, là vị này bỏ, không có tu theo Phật nữa. Tại vì giống như nghĩ là Phật dạy không có linh á, không có nghe được, cho nên là bỏ rồi đi theo ngoại đạo. Rồi sau này vị này quay trở lại gặp Thế Tôn khi mà vị thầy ngoại đạo á, là đã chết rồi. Thì khi quay lại gặp Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới dùng thần thông của Ngài để bắt cái con ngạ quỷ là vị thầy ngoại đạo của cái vị này nè, sau khi chết á, thì sanh làm cái loài ngạ quỷ, mà ngạ quỷ ở cái vũ trụ khác nha, ở cái vũ trụ khác chứ không phải ở cái vũ trụ này nữa. Thì Đức Thế Tôn bắt cái con ngạ quỷ đó, từ cái vũ trụ khác bắt về để cho cái người này thấy là ông đi theo ngoại đạo, mà cái ông thầy ông nè đó chết rồi làm ngạ quỷ, nó trông như thế đó. Thì cái nguyên nhân mà vị này có thể luyện được thiên nhãn mà không luyện được thiên nhĩ là do trong kiếp quá khứ thì có một cái người thanh niên á, rất là giỏi cái trò mà bắn ná búng ngón tay, búng sỏi bằng ngón tay á. Người này bị què cho nên là kiếm ăn bằng cách là mấy đứa con nít á, nó chỉ cái cây ở trên ở trên cây á, nó chỉ hãy bây giờ ông bắn cho tôi cái hình con thỏ, hay ông bắn cho tôi hình con gà, hay ông bắn cho tôi hình con bò, đại loại như thế. Thì bằng cách đó đó, người này kiếm sống. Rồi câu chuyện thì khá dài. Và sau đó cái người này được mời vào cung vua đó. Thì cái người này nè, thấy cái người đó đó học được cái trò là bắn sỏi rất là hay, cho nên là xin thầy học đạo. Khi mà học được rồi thì mới suy nghĩ là bây giờ tài của mình như vậy, bây giờ mình phải thể hiện như thế nào. Thì vị này mới suy nghĩ là bây giờ mình mà mình bắn cái con vật á, thì chủ nó sẽ tới bắt đền mình. Mình bắn con người mà họ chết á, là ba má hoặc là con cái họ sẽ tới bắt mình. Như vậy mình phải bắn cái người nào mà coi như là không thân, không thích, không cha, không mẹ đó, đi lang thang ngoài đường á, là mình bắn. Thì vị này thấy một cái người mà ôm bát đi ngoài đường, và vị này không biết đó là Phật Độc Giác, cho nên là lấy sỏi á, bắn từ cái lỗ tai của vị Phật Độc Giác xuyên qua lỗ tai bên kia. Thì vị Phật Độc Giác khi mà bị thương nặng như vậy, vị đó dùng thần thông, tức là không có chết tại chỗ, mà vị đó dùng thần thông bay về cái cốc của mình và viên tịch.
Thì khi người dân đến để mà cúng dường thì phát hiện là vị Phật Độc Giác đã viên tịch rồi. Thì lúc bấy giờ cái anh này ảnh mới đứng ra để anh tranh công. Đó, thấy không? Cái tài tôi bắn rất là giỏi, bắn phát một là ổng tịch luôn. Và thế là người dân họ phẫn nộ và họ đánh cái người này, đánh cho chết. Sau khi chết thì đi địa ngục. Sau khi đi địa ngục thì trong các kiếp tái sanh là người điếc. Cho đến thời Đức Phật hiện tại thì không bị điếc nữa. Nhưng mà không thể chứng được cái thiên nhĩ. Cho nên là có đôi khi chúng ta có một cái ác nghiệp quá khứ, thì cái ác nghiệp đó cũng sẽ cản trở chúng ta trong việc tu tập các cái thần thông. Tiếp là chúng ta nghe, chúng ta học đến cái tha tâm thông. Thì tha tâm thông á, tức là chúng ta biết được cái tâm của người khác nó như thế nào. Đầu tiên là sư nghe một cái câu chuyện như thế này, sư kể cho quý vị để quý vị rồi một chút xíu nữa chúng ta sẽ phân tích ha. Là có một cái cô tu nữ, cổ ngồi ở trên xe buýt và cổ ngồi đó cổ hành thiền. Mà khi cổ hành thiền như vậy đó thì cổ bỏ lỡ những cái chuyến xe. Thì khi mà cổ bỏ lỡ mấy chuyến xe như vậy đó thì cổ nghe thấy cái âm thanh của vị thầy, thầy mình á, là khiển trách là làm sao lên xe buýt ngồi thiền để mà bị lỡ mấy chuyến xe. Thì cổ mới giật mình và cổ đi xuống xe. Rồi thì câu chuyện chỉ tới đó. Bây giờ quý vị sẽ học cái phần tha tâm thông, rồi chúng ta sẽ phân tích cái câu chuyện đó nó như thế nào ha. Thì để thực hiện tha tâm thông á, thì việc đầu tiên vị đó cũng chuẩn, vị đó phải dùng cái thiên nhãn thông làm cái việc chuẩn bị sơ bộ. Tức là muốn có được tha tâm thông thì đầu tiên chúng ta phải có thiên nhãn thông. Có thiên nhãn thông á, để chi? Để chúng ta sẽ dùng cái thiên nhãn đó, chúng ta quan sát cái trái tim của người khác. Trái tim của người mà chúng ta muốn đọc tâm của họ đó, chúng ta quan sát cái trái tim của họ, và chúng ta quan sát cái màu sắc của máu trong trái tim họ. Tức là cái người có cái thiên nhãn thông này là coi như là khỏi phải đi chụp x-quang luôn. Mắt như siêu nhân vậy đó. Nhìn thấy được máu trong trái tim người khác. Điều đặc biệt như thế này là mỗi khi chúng ta có một cái tâm, cái tâm mình như thế nào á, thì cái màu sắc của máu nơi trái tim mình nè, nó sẽ thay đổi tương ứng. Nó có nhiều cách lắm, nhưng mà một trong số đó là quan sát cái màu của máu nơi trái tim. Cái người mà tâm tham á, là cái máu nơi trái tim mình nó có màu khác. Mà người có tâm sân á, là cái màu của máu á, nó có màu khác. Chúng ta có 16 thứ tâm thì tương ứng cái trái tim mình nè, nó có 16 loại màu khác nhau. Và cái sự thay đổi màu sắc nơi trái tim á, nó rất là vi tế.
mà khoa học mình là coi như là cũng chịu chết, tại đâu có ai mà nghiên cứu là bây giờ cái người tham họ mổ ra họ coi tim họ có màu gì đâu, họ thấy không được. Cái này khoa học là họ chết, chịu chết thôi. Nhưng mà cái này là khoa học họ làm được, là ngoài cái cách mà quan sát cái màu máu nơi trái tim á, nó còn một cách nữa là quan sát cái ánh sáng của cái người đó. Mỗi một người trong chúng ta là có cái ánh sáng nha, người ta gọi là có hào quang. Nếu quý vị không tin á, quý vị gõ Google là hào quang cơ thể người, gõ tiếng Anh cũng được, tài liệu bằng tiếng Anh có nghiên cứu ha. Thì mỗi người trong chúng ta có một cái tạm gọi là ánh sáng hay là hào quang. Thì tâm của mình ấy, như thế nào thì cái dải hào quang ấy, ánh sáng nó sẽ thay đổi tương ứng. Cái người mà tâm tham thì ánh sáng nó khác, người tâm sân ánh sáng nó khác, người tâm si ánh sáng nó khác, người cái định ánh sáng nó khác. Thì một người có thiên nhãn thì họ có thể nhìn thấy ánh sáng nơi mỗi người. Bằng cách đó họ biết là cái trạng thái tâm của cái người kia là như thế nào. Rồi khi mà chúng ta thực hành một cách thuần thục rồi thì chúng ta có thể không cần nhìn vào màu sắc của trái tim mà chúng ta vẫn có thể biết được tâm của người đó. Rồi khi mà chúng ta biết được cái trạng thái tâm của họ rồi đó, đôi khi chúng ta còn cần biết là cái suy nghĩ cụ thể là họ nghĩ cái gì. Thì khi đó vị đó suy tư là bây giờ nè, giới của mình bằng cái giới của người đó. Thì như vậy cái người đó họ đang suy nghĩ gì, và lúc bây giờ vào, tức là mình có mong muốn, mình có mong muốn biết được cái suy nghĩ của người đó nha, có mong muốn biết được suy nghĩ người đó. Sau đó vào tứ thiền, ra tứ thiền, dùng cái quyết định đọc tâm của họ. Thì lúc bây giờ là mình có thể đọc được tâm của cái người đó. Và khi đọc tâm rồi đó, mình mới biết là họ đang suy nghĩ cái gì. Thì chúng ta quay lại câu chuyện ban đầu, thì quý vị thấy là cái việc đó, cái câu chuyện đó có vấn đề gì hay không? Vấn đề rất là lớn. Đó là làm sao mà cái cô tu nữ này cổ nghe được âm thanh của vị thầy, hiểu không? Giống như là muốn giao tiếp bằng tâm với nhau á, muốn giao tiếp bằng tâm với nhau thì thí dụ như là cô tu nữ và vị thầy ha, đầu tiên là vị thầy á phải hướng về cô tu nữ, đọc tâm của cổ để coi là cổ đang suy nghĩ cái gì. Rồi sau đó cái vị thầy á, suy nghĩ câu trả lời. Rồi lúc bây giờ á, cái cô tu nữ này đó, cổ mới hướng tâm, cổ đọc tâm của vị thầy để biết là vị thầy đang suy nghĩ cái gì. Tức là hai người đọc tâm lẫn nhau để biết lẫn nhau đang suy nghĩ cái gì. Thì đó là cách giao tiếp bằng tâm. Giống như là bây giờ hai người có hai tờ giấy đó, thì mình viết ra đây, cái người bạn mình cũng viết ra bên kia, ngồi kế bên viết ha.
Thì bây giờ mình viết ra xong rồi, mình ngó bạn mình viết cái gì? À, nó trả lời rồi. Rồi, xong rồi cái mình bắt đầu mình viết nữa. Thì bạn mình ngó mình, à, sau đó biết rồi bắt đầu viết bên đây. Đại loại như vậy. Cho nên không có cái chuyện mà giống như chúng ta trò chuyện thông thường. Ha. Thành ra là cái việc kia nó chỉ là ảo giác thôi. Và khi chúng ta không có học á, chúng ta rất là dễ có những cái tưởng mà nó sai. Muốn kiểm chứng những trường hợp như vậy không khó, chẳng qua người ta không có dám thôi, chứ không khó. Như là ở trong kinh á, thì có một đoạn là một cái người đệ tử Bà La Môn á, được các vị Bà La Môn chỉ cho là bây giờ hãy đi đến hội chúng và suy nghĩ hình như là 6 hay 7 câu sau. Suy nghĩ 6 hay là 7 câu hỏi sau và ngồi đó suy nghĩ, và Đức Thế Tôn nếu như có khả năng đọc tâm thì Ngài sẽ trả lời. Thì lúc bây giờ cái người đệ tử Bà La Môn này nè, đi đến hội chúng nơi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, ngồi đó suy nghĩ, thì cái người này suy nghĩ đến câu nào Đức Thế Tôn trả lời bằng miệng câu đó cho hội chúng nghe. Cho nên á, là hội chúng thì tưởng là Đức Thế Tôn là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi nhưng mà tự trả lời, nhưng không biết là lúc bấy giờ là có một ông mà ngồi ở trong, ổng đã hỏi bằng tâm của ổng. Đức Thế Tôn đọc tâm vị đó và Ngài trả lời. Cho nên cái cách nó đơn giản, soạn chừng 4-5 câu hỏi nghĩ trong đầu, đi đến vị thầy của mình, cái vị mà mình nói là vị đó có khả năng đọc tâm, đi đến ngồi đó rồi suy nghĩ những câu hỏi đó. Nếu vị đó có khả năng đọc tâm thì vị đó sẽ trả lời, còn không là thôi. Trường hợp này á, cũng được nhắc đến ở trong chú giải pháp cú, là có hai người bạn, một người là ngoại đạo, một người là theo Đức Thế Tôn. Thì cái người bạn ngoại đạo á, ca ngợi cái vị thầy Ni Ganh Thá của họ, tức là Ni Kiền Tử á, ca ngợi mấy ông thầy đó. Thì cái người bạn mà ngoại đạo nói là ông thầy của mình á, ổng có khả năng đọc tâm, coi như là ca lên trên trời á. Thì vị thầy, cái người bạn theo Phật á, mới nói là thôi được rồi, nếu mà bạn nói như thế thì ngày mai là tôi mời thầy của bạn đi đến để mà thiết lễ trai tăng cúng dường. Thì lúc bây giờ đó, cái người bạn mà theo Phật á, mới kiếm những cái mình gọi là những cái bồ mà đậy nắp lại, chỉ két đồ ăn bên ngoài thôi. Ví dụ như két mè nè, rồi két đồ ăn bên ngoài. Thì khi bạn tới hỏi là bạn chuẩn bị xong chưa, thì khi mà thì cái người này dẫn đó, bạn thấy không, đây đó đồ ăn mà đậy nắp mà nó tràn ra bên ngoài đó, đã thấy chưa, để chuẩn bị xong hết rồi. Thì rồi vị này á, cho đào một cái hố đựng phân ở dưới, rồi lấy cái tấm thảm á, lót lên trên, rồi để cái ghế vô trong giữa đó, ở giữa đó. Hai chân thì bên ở trên cái thành, hai chân á, là ở ngay cái hố. Thì vị này mới đón những vị thầy ngoại đạo. Thì khi mà đón á,
vị này mới suy nghĩ trong tâm rằng nếu như quý vị đọc được tâm của tôi thì xin thông báo là trong đây tôi không có chuẩn bị món ăn nào cả, và cũng đừng có ngồi, tại vì ngồi sẽ lọt xuống hố phân. Là nghĩ trong đầu như vậy đó, không có nói bằng miệng. Và khi mà suy nghĩ như thế thì đương nhiên các cái vị mà Ni Ganh Thá họ đâu có biết đâu, thì họ vẫn cứ vào. Và khi họ vào như vậy á, thì cái người bạn theo Phật á, mới nói là bây giờ để cho phải lễ, thì bây giờ mỗi một vị thì đứng trước cái ghế khoan ngồi đó, đứng trước cái ghế, bây giờ con ra hiệu 3, 2, 1 là ngồi xuống một lần, à cho nó ra lễ. Thì sau khi ra hiệu 3, 2, 1 là một loạt ngồi xuống một lúc và lọt hết xuống hố phân. Thì thế là ngoại đạo á, họ bị mất mặt rất là quê. À, cái người bạn theo ngoại đạo dẫn điên lên, nghĩ là người bạn mình là chơi mình. Thì ông cũng chơi y chang vậy. Ông nói là thôi bây giờ ngày mai á, tôi mời ông thầy của bạn, tức là Đức Thế Tôn á, mời tới dự trai tăng ở nhà tôi. Và ông này ông cũng làm y chang như vậy. Nhưng mà thay vì lúc bây giờ là thay vì cái hố phân thì ông để là cái hố than. Than nó cháy đỏ. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài biết chuyện, ngài đọc được tâm của cái người bạn này mà, ngài biết chuyện, nhưng ngài vẫn nhận lời. Rồi khi mà ngài tới, ngài ngồi ở ngay giữa cái hố đó luôn, mà không có sinh nhê, không có rớt. Thì do năng lực thần thông của Thế Tôn, cho nên là ngài biến một cái bông sen nó đỡ chân của ngài và các vị tỷ kheo, là các vị bước xuống là có hoa sen nó đỡ chân liền, thành ra là các vị không vấn đề gì hết. Và thế là vì cái sự kiện đó cho nên là Đức Thế Tôn thu phục được cái người bạn theo ngoại đạo. Cho nên quý vị thấy là cái ứng dụng khi mà đọc được tâm và có khả năng là hóa hiện thần thông làm rất là nhanh. Rồi tiếp theo là chúng ta học tới cái túc mạng thông. Thì cái túc mạng thông á, là khả năng biết được tiền nghiệp của mình và người khác. Ở ngoài chúng ta có những cái cách gọi là để hồi quy tiền kiếp. Thì xin thưa là sau khi chúng ta học nha, chúng ta mới biết là mấy cái đó là nó vớ vẩn, toàn nó gạt người là chính. Tại vì để làm được cái đó nó không hề đơn giản. Cái cách thì một chút xíu nữa sư sẽ nói. Có một số việc là sư cần phải sư chia sẻ trước với quý vị. Thứ nhất là chỉ có Đức Phật mới có khả năng nhớ đến tiền kiếp của mình và nhớ đến tiền kiếp của người khác cũng như trải nghiệm của họ. Nói theo kiểu mình là giống như là có khả năng nhập vai vậy đó. Là biết được một người á, họ đã từng trải nghiệm như thế nào, suy nghĩ như thế nào. Còn tất cả những cái bậc khác, ngay cả các vị thánh thinh văn, thì cũng chỉ có khả năng biết được tiền kiếp của mình, trải nghiệm kinh nghiệm của mình, biết được tiền kiếp của người khác, nhưng không biết được cái trải nghiệm của người khác. Nó giống như
chúng ta nhớ được là hồi nãy trước khi tới đây là thì chúng ta có về nhà. Lúc về nhà thì chúng ta gặp được mẹ mình hoặc là người thân trong gia đình của mình, thì chúng ta biết được cái gọi là cái khoảng thời gian đó họ đã gặp cái gì, họ đã làm cái gì. Nhưng mà chúng ta không biết được là họ suy nghĩ cái gì. Rồi biết người, biết mặt, không biết lòng. Đâu biết họ suy nghĩ cái gì. Rồi sau khi chúng ta đi đến đây nè, mình đâu có, bây giờ mình đâu biết là bây giờ người nhà mình đang làm cái gì ở nhà, mình không biết. Tương tự như vậy, khi mà các cái vị mà chứng thần thông á, mà luyện cái túc mạng thông này, thì các vị đó có thể biết được người khác nếu như kiếp trước họ đã gặp cái gì mà mình đã từng gặp họ hay chưa. Rồi một số trường hợp thì không cần gặp vẫn biết nha, tức là không cần gặp vẫn biết, nhưng đặc biệt cái sự trải nghiệm á, là không có. Giống như mình chỉ là người quan sát thôi, chứ mình không phải là cái người giống như là nhập vai trong đó, thì không có. Cho nên cái này nó cũng chia ra làm nhiều loại ha. Là có loại á, là mình chỉ biết được người ta khi ở trong kiếp quá khứ mình từng gặp họ, và gặp họ ở cái khoảng thời gian nào thì mình biết khoảng thời gian đó thôi, mình không biết nhiều hơn. Cái thứ hai là mình biết họ trong khoảng thời gian gặp họ và cả khoảng thời gian không gặp họ, nhưng mình không biết cái trải nghiệm của họ. Và cái thứ ba là mình biết được thời gian gặp họ lẫn không gặp họ và cả cái trải nghiệm của họ. Thì cái thứ ba này là chỉ có Phật Toàn Giác mới biết được. Rồi một vị nhớ được các kiếp sống quá khứ bằng cách lần mò theo sự sinh diệt của các uẩn. Hay là xin nói một cách dễ hiểu hơn là thân và tâm của mình nè, là danh và sắc á, nó sanh diệt liên tục. Thì một người mà muốn biết kiếp sống quá khứ á, thì họ sẽ dò ngược, thì do lần theo cái sự sanh diệt của thân và tâm á, thì họ có thể họ lần theo rồi họ lần qua được những cái kiếp sống quá khứ. Khi mà chúng ta nhớ, chúng ta sẽ nhớ đến cái kiếp cận tử, nhớ tới cái tâm mà tục sanh của mình á. Tức là mình nhớ ngược cách đây 5 năm, rồi 10 năm, 15 năm, 20 năm, rồi nhớ dần cho đến khi mình ở trong bụng mẹ, rồi nhớ dần đến khi mà mình mới bắt đầu nhập thai bào. Rồi mình biết, tại vì cái tâm mà tục sanh á, cái cảnh của nó là cảnh cận tử của kiếp trước. Nhớ nha, khi chúng ta tục sanh vào lòng mẹ đó, cái cảnh là cảnh cận tử của kiếp trước. Cho nên là chúng ta biết được cái cận tử kiếp trước là cái tâm mình đã như thế nào, và nhờ đó mình lần tiếp qua được kiếp trước của mình, thấy được kiếp quá khứ. Bất kỳ ai dù là ngoại đạo thì vẫn có thể tu tập thần thông này ha. Nhưng mà phải tu tập đúng kìa. Chứ còn ba cái thể loại là hồi quy tiền kiếp thì nó không có đúng.
Giống như là chúng ta muốn đi qua Mỹ thì phải đi bằng đường bộ cũng được, đường thủy cũng được, đường hàng không cũng được, mà phải đi đúng đường. Chứ còn mà mình nghe mà mấy cái bánh vẽ thì nó không có đúng. Rồi cái phạm vi mà nhớ là cái khả năng nhớ của mỗi một người là không giống nhau. Ngoại đạo á, họ nhớ được tối đa là 40 đại kiếp trái đất, họ không nhớ được nhiều hơn. Do họ còn cái sự ô nhiễm của tâm, tâm họ chưa có được trong sạch, bởi vì họ không có thực hành thiền minh sát để quan sát danh và sắc. Nó giống như một người xài cái đèn dầu trong bóng đêm thì khả năng nhìn thấy, cái phạm vi nhìn thấy của họ là có giới hạn, bởi vì cái khả năng soi sáng của ngọn đèn dầu nó có giới hạn. Còn một người mà chơi cái đèn pin thì cái khả năng nhìn của họ là nó xa hơn, nó rộng hơn. Rồi một người mà chơi cái đèn pha là nó còn xa hơn nữa. Đó. Thì khả năng của ngoại đạo là tối đa là chỉ có 40 đại kiếp trái đất. Các vị đệ tử thông thường thì nhớ được từ 100 đại kiếp cho tới 1000 đại kiếp, tùy từng vị. Còn 80 vị đại đệ tử mà có biệt hạnh á, thì nhớ được 100.000 đại kiếp. Hai vị thượng thủ thinh văn thì nhớ được 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Chư Phật độc giác thì nhớ được 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Tức là một người đó tích lũy ba la mật được bao nhiêu thì nhớ được bấy nhiêu. Thí dụ như chúng ta tích lũy ba la mật được 100 đại kiếp rồi, thì khi chúng ta tu tập chúng ta sẽ nhớ được tới 100 đại kiếp. Nhớ được tới đó thôi. Riêng bà Yasodhara thì bà là ngoại hạng, bởi vì bà nhớ được tới 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà khả năng này á, là do bà là người đi theo Bồ Tát để giúp đỡ Bồ Tát bổ túc ba la mật, cho nên là bà phải tốn tới 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp để vun bồi chung với Bồ Tát. Mà nghe bà kể ở trong Trưởng Lão Ni Kệ á, thì nghe thương, coi như là Bồ Tát làm vung bồi ba la mật tu tập các thiện nghiệp là vì đạo quả chánh đẳng giác, còn bà làm tất cả các thiện nghiệp là vì Bồ Tát. Vì thấy không? Nó khác nhau dữ lắm. Cho nên là bà 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, bà có khả năng nhớ được tới đó. Còn ngoại đạo á, khi mà họ muốn nhớ tiền kiếp á, thì họ nhớ bằng cách là họ lần dây. Sư Tạm gọi cách là lần dây, tức là lần theo cái chuỗi sanh diệt của thân và tâm, tức là danh và sắc á. Họ lần theo cái chuỗi sanh diệt, họ lần mò, họ mò từ từ, từ bây giờ cho tới cách đây là một ngày, rồi một tháng, rồi một năm, rồi năm năm, rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho tới khi về đến trong thai bào, rồi lần cho tới cái giây phút mà tục sanh, rồi từ tục sanh á, lần tới cái cận tử. Thành ra là vị đó coi như là đi bằng cách là lần dây,
Thì nhanh hay chậm thì nói chung là tùy người. Nhưng mà cái cách đó thì nó khá là cực khổ ha. Chứ không có được là bỏ tắt. Còn các vị đệ tử của Thế Tôn á, thì có thể dò tắt nhanh hơn. Tức là không cần phải lần dây như vậy. Tức là lần một ngày, một tháng, một năm, rồi năm năm trước, rồi 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, không cần. Vì đó có thể nhớ ngay lập tức đến cái tâm tục sanh. Rồi từ tâm tục sanh vì đó nhảy qua cái tâm tử kiếp trước, là ngay lập tức qua kiếp trước rồi. Rồi từ cái kiếp trước đó vì ấy ngay lập tức nhảy cốc, nhảy cốc luôn, nhảy qua luôn cái tâm tục sanh kiếp trước để qua cái tâm tử của kiếp kế tiếp nữa. Tức là vì đó nhảy cốc từng kiếp. Thành ra là cái cách di chuyển để mà nhớ tiền kiếp của một vị đệ tử Phật á, nhanh hơn ngoại đạo, tức là không cần phải lần dây. Nhưng mà cách đó nó vẫn còn chậm. Tại vì thí dụ như muốn nhớ tới cái kiếp thứ 10 là phải lần từ kiếp thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Mà muốn biết kiếp thứ 1000 là lần nó còn mệt mỏi nữa. Nó lần thì nói chung ra thì cũng được, nhưng mà nó cũng chỉ nhanh hơn ngoại đạo đó, nhưng mà nó cũng còn có giới hạn. Còn Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác, ngài muốn biết tới đâu là ngài biết luôn tới đó, ngài không cần phải lần. Cái cách của ngài á, nó giống như một người gọi là lật sách vậy đó, coi như lật rè tới cái trang cần tìm dừng lại ở đó, hoặc là nhìn trong thư viện biết cái dãy nào, hàng nào đó, cái quyển nào, cầm cái quyển đó lật rè tới nơi rất là nhanh. Thì đó là khả năng của một vị chánh đẳng giác. Rồi thì cái phần cái cách thức thì chắc để buổi sau thì sư sẽ hướng dẫn ha. Rồi xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.